Hello, đam mê câu cá xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm bài mồi khoai lang ủ chua, chiên câu cá mè và cá trôi nha các bạn. Thì mình đã test thử cái bài mồi này, nó thấy nó hiệu quả. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để làm để các bạn câu thử nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm mồi nha các bạn. Đầu tiên là các bạn mình một cái ly nước như thế này nha các bạn. Nước trắng nha. Đây là cái xe sủi cam. Đó. Các bạn bị mình khoảng từ 5 đến 6 viên sủi cam nha các bạn. 5 viên nha. Đây. 5 viên sủi cam như thế này. Đó. Sau đó các bạn bỏ vô trong nước cho mình. 1 2 3 4 5. Rồi. Sau khi thời gian chờ đợi mình để cho cái này nó tan ra hết, mình sẽ hướng dẫn làm thành phần tiếp theo nha các bạn. Bây giờ các bạn bị mình khoa 1,5 kg khoai lang luộc nha các bạn. Đây. Đây là khoai lang luộc. Xong rồi các bạn dùng tay hoặc là dùng dao á, các bạn bóc hết cái lớp vỏ bên ngoài ra cho mình. Đây. Đó. Các bạn có bóc hết cái lớp vỏ bên ngoài này ra cho mình nè. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ bóc cái lớp vỏ này ra nha các bạn. Khi mình đã bóc xong rồi thì mình sẽ hướng dẫn trộn mồi cho các bạn luôn nha. Ok. Ok các bạn, mình đã lột hết cái vỏ khoai lang ra rồi các bạn ạ, như được như thế này nha. Sau rồi các bạn dùng tay nè, các bạn bóp cho nó đều hết ra cho mình. Nha các bạn. Đó. Khoai lang này nó rất là dẻo các bạn à. Đó, nè. Dẻo chưa? Quá dẻo luôn các bạn à. Đó. Nhanh thôi các bạn à. Đó. Tại vì khoai lang này nó dẻo lắm nên chúng ta khi chúng ta lột nó sẽ rất là nhanh. Bóp ra nhuyễn rất nhanh các bạn nha các bạn. Đấy. Quá dẻo luôn. Đó. Xong rồi các bạn chuẩn bị cho mình 2 lát phô mai con bò cười như thế này nha các bạn. Các bạn cho phô mai vô cho mình luôn. Chỉ cần 2 lát thôi là ok rồi. Đấy. Còn đây là bơ Tường An nha các bạn. Đây. Với cái bơ Tường An này các bạn cho mình nửa cái hộp nửa hũ bơ Tường An này nha các bạn. Một nửa nha. Đó. Đây. Sẽ lấy đây ra một nửa nha các bạn. Đấy. Ok nha các bạn. Nửa hũ bơ Tường An nha. Đây là cắm bắp nha các bạn. Đó. Các bạn cho cắm bắp vô cho mình. Đó. Mình để đây cho các bạn dễ thấy nè. Đó. Xong rồi các bạn lấy cắm bắp á. Mình sẽ cho đây trước là 2 nắm nha các bạn. Một nắm trước nha. Nè. Đó. Các bạn bắt đều lên. Đấy. Đó. Mình sẽ cho thêm một một nắm cá bắp nữa nha các bạn. Đây. Rồi. 2 nắm cá bắp nha các bạn. Rất là dẻo luôn các bạn à. Nè. Dẻo nhẹo luôn. Rồi.
Đây là cám chim nha các bạn. Mình đã xây nhuyễn nó được như thế này nè. Đó, xong rồi các bạn cho cám chim vô cho mình luôn. Các bạn dùng tay bạn hút nấm á. Đây. Một nấm nè. Hai nấm nha các bạn. Đó. Hai nấm cám chim. Rồi các bạn bóp đều lên. Tại vì cái thao này nó nhỏ quá các bạn à, cũng hơi trộn nó hơi lâu tí, các bạn thông cảm nha. Đó, bây giờ cái thành phần cuối cùng thì cũng là phần đầu tiên mình sẽ các bạn, đó chính là cái sữa cam. Bây giờ mình sẽ chế sữa cam lên hết luôn các bạn. Đó, đây khoảng gần nửa ly sữa cam nè. Đó, coi như là 5 viên sữa cam á, nó tan đều hết rồi, các bạn chế ở đây luôn. Đó, xong rồi các bạn cũng lấy cái mắp á, các bạn cho mình hai nấm, một nấm nè, hai nấm đó. Bây giờ mình sẽ trộn lên, nếu mà nó mà nhão nhiều quá các bạn à, các bạn có thể cho thêm cái bắp hoặc cám chim vô nữa đó, cho nó có cái độ cái dính lại. Đó, các bạn cứ trộn đều lên là ok. Rất là thơm các bạn à. Thơm hăng. Đó. Khi các bạn ủ lên rồi, nó sẽ cho chúng ta ra một cái mùi gọi là mùi chua hăng. Đó. Khi đó các bạn câu cá trôi hoặc cá mè rất là hiệu quả nha các bạn. Bao món với lại các bạn mồi này nha các bạn nha các bạn nha, các bạn. Các bạn coi các bạn mồi này mình thì bao món. Đảm bảo các bạn luôn. Cái này các bạn câu cá mè á, khi ra ngoài điểm câu á, các bạn cứ lấy cái cám chim xay nhuyễn này nè, trộn với lại nước điểm câu và lấy cái mồi bỏ vô bóp cho dẻo lại các bạn câu cá mè. Còn các bạn mà câu cá trôi á, rất là đơn giản. Chỉ cần các bạn lấy thêm cắm gà con đó, cho lấy một ít cắm gà con đổ vào cái thao á, chế ít nước gà điểm câu vô bóp cho nó hơi khô, nó tơi cái cắm gà ra, và lấy cái mồi ủ chua này nè, đó các bạn cho vô rồi câu bao kéo cá trôi luôn nha các bạn. Đó, bài mồi này của mình cũng đơn giản thôi các bạn nè, chi phí nó cũng không có tốn kém nhiều. Đó, các bạn có thể làm và trải nghiệm giống như mình. Đó, mình đảm bảo với các bạn câu mồi này của mình thì 100% lên cá nha các bạn. Đó, và nên nhớ là các bạn phải ủ từ 10 đến 15 ngày. Đó, ủ càng lâu càng tốt nha các bạn. Ủ càng lâu mồi chúng ta nó sẽ lên được cái mùi nồng nặc, nó càng cái cá nó ăn nhiều hơn và nhanh hơn nha các bạn. Đó, đó, thấy không, rất là đơn giản thôi, đã có ngay một cái thao mồi để chúng ta đi ủ mồi khoai lang ủ chua để chúng ta chiên câu cá mè và cá trôi rồi. Đó, đơn giản các bạn à. Nó như vậy là các bạn có thể ra ngoài đúng không, các bạn câu được rồi nè. Đó, mà thì mình nói rồi, mà nó mà không có cái dính thì các bạn câu cá trôi thì cho cắm gà và câu cá mè, cho thêm cắm chim xay nhuyễn. Xay nhuyễn là cắm này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ vô hũ mình ủ lại nha các bạn. Đây các bạn, ở trong cái hũ này của mình là còn một ít mồi ở đó. Mồi mình đã ủ chua rồi đó, đây nè. Đó, mình đã ủ được một tháng rồi các bạn nè. Bây giờ các bạn cho vô khoảng 5 ngày nữa là các bạn có thể đi câu được rồi. Đó, bây giờ mình sẽ cho vô nha các bạn. Tại vì cho hũ này rất là hăng rồi. Đó, các bạn cứ cho cái mồi mình mới vừa trộn á, cho vô đây. Đó, và 3 hoặc 5 ngày sau là các bạn có thể đem câu được rồi. Tại vì nó tạo cho ta ra một cái mùi chua hắc, chua hăng á, hăng mạnh nó rất rất là nhanh. Đó, để cho các bạn có mồi để các bạn câu cá. Các bạn nên nhớ là khi các bạn đã đi câu là đừng nên trộn hết hũ nha. Các bạn phải trừ lại một ít mồi dít á,
lần sau các bạn trộn cái mồi mới các bạn bỏ vô á, khoảng hai khoảng ba 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 hoặc 5 ngày là các bạn có thể nên nuôi câu được rồi. Nó ở dưới là nó có men các bạn à, bạn đậy ấp lại á, cái men dưới nó bốc hơi lên đây nè, nó làm cho cái mồi này chúng ta nó có độ men y chang như cái mồi mình đã ủ đây đây 1 tháng rồi các bạn à. Đó rất là nhanh nha bạn, nhanh để ta có một câu nha đó, để khỏi thời gian chậm trễ các bạn câu cá. Và các bạn cái việc đậy nắp đặt kín lại nữa các bạn có thể đem đi câu được rồi đó đó đó. Như thế này là có thể 3 ngày các bạn đem đi câu được rồi, hoặc 5 ngày đó. 3 ngày các bạn mở ra mà nghe mùi cầm mùi hướng mũi mùi, mùi chua 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 nồng á đó, chua nồng nặc á, là các bạn đem đi câu được rồi đó. Trộn trộn vào câu thôi, cái đơn giản này thôi các bạn à đó. Ok các bạn nha. À, hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn xong cái mày mồi khoai lang ủ chua, chiên câu cái cá mè và cá trôi nha các bạn. Mình đã thử nghiệm và lên cá thành công, mày mồi này thành công rất là nhiều lần rồi nha các bạn. Các bạn xem video nhớ like, chia sẻ đăng ký để ủng hộ cho của mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nha.